thọ nguyện vắn con cháu muôn phương. Tết đến xuân sang cùng về bên hương an, dâng lên tổ tiên tâm nhang thành kinh, tạ lễ công ơn sinh thành dưỡng dục. Cây có gốc, nước có nguồn, người sinh thành có tổ có tông. Con cháu bên nhau cùng vui xuân mới đoàn kết yêu thương tâm nguyện sắc ở son. Gia tộc nguyện văn trường tôn lớn mạnh, phù hộ độ trì cho con cháu gần xa. Danh nhân trí thức và danh nhân thành đạt, ơn tổ tiên vơi vơi sáng trong. Tết đến xuân sang từ đường hoa khoe sắc, hương trầm hương án nghi ngút khói bay cao. Âm dương đoàn viên bên mâm cơm ngày Tết, tiếng nói tiếng cười khắp khởi mừng vui. Những năm dài con cháu tha hương, xa bắc vào nam hay lên rừng xuống biển, dù cuộc sống bao bồn bề hối hả, vẫn hướng về công đức tổ tiên. Xây lăng tầm uy nghi ngự trên cao tiến tổ, bằng tấm lòng hiếu thảo của cháu con dòng tộc, mà đẹp mộ yên đời đời bên vần. Xuân yêu thương hạnh phúc trào dâng, xuân gieo ca trong ngỡ nặng, xuân thôn thực chờ mong cho lộc biệt trôi non, cho hoa thơm khoe sắc, cho đời vui phơi phơi. Khói trầm hương thoang thoảng mai đào nở rộn ràng, đầy dòng họ nguyện văn từ xa xưa đức tiếng về tinh thần đoán kết. Xây dựng được nền nhân, trồng thêm cây đức đổ, nhân đức mãi tốt tươi, gốc rễ bám chặt sâu để đời đời bên vững. Cho cây xanh tươi tốt. Chúng tôi là vị văn nhân xin được thay mặt cho cộng đồng dòng họ đứng trước cánh mình nơi nắng ngủ của tiến tổ, xin đọc vài lời phát biểu trước thánh lễ thánh thanh mộ tổ hôm nay. Dân gian đã có câu: con người có tổ có tông, như có cây có củi, như sông có nguồn. Sự có mặt xung họp đông đủ của bà con nội ngoại hôm nay đã thể hiện lên ý nghĩa cao cả qua câu thơ đó. Không có gì hơn lời đầu tiên với tình cảm máu mủ ruột ra của dòng họ Nguyễn Văn, chúng ta tôi xin gửi đến quý
bà con người chào thân ái, lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Sự hiện diện của bà con trong thời lễ khánh thành tỉnh đồng này là niềm động viên lớn nhất đối với những người tổ chức cũng như là bà con chúng ta. Kính thưa bà con nội ngoại, nhớ ơn phù hộ độ trì không ấn của tiến tổ và sự nỗ lực lớn nhất về mọi mặt của con cháu nội ngoại với đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân công đức tiến tổ đầu phân thân sĩ. Năm nay họ huyện Văn quyết định tiến hành xây dựng tôn tạo năng mộ tổ. Đây là sự thể hiện tâm nguyện của con cháu nội ngoại được họ tộc đã bàn bạc hoạch định từ đầu năm trước. Đối với khu nghĩa trang dòng họ đã được tổ tiên ông bà để lại, nhưng do thời tiết cũng như lâu ngày nên hệ thống tường bao phần mộ quá thời gian đã xuống cấp, cần được tôn tạo xây dựng nơi thờ phụng tổ tiên được linh nghiêm và khang trang hơn. Giải pháp xây dựng lăng mộ diện tích chiều dài 2m, chiều cao 1m2, một ngôi mộ tổ, 4 ngôi mộ cổ, phần ấm được an toàn, một khung móng trả cố bình vực, nấm cát mộ tổ, mộ cố được cốt đá tự nhiên màu xanh, bàn thờ được trực đá cùng loại lan can bảo quanh bằng bê tông, hoa sen giả đá phần mộ điêu rồng qua kẻ vẽ được mời thử có tay nghề trong đàn. Bức cuốn thử làm bằng đá tự nhiên công ty hoàn thiện với tổng chi phí 453 triệu đồng, trong đó có sự đóng góp nội tộc cùng với tấm lòng thành là 238 triệu đồng, còn ấm 222 triệu đồng. Sau gần 3 tháng thi công của đoàn thờ đã có sự quan tâm điều hành tận tụy của một số thành viên chủ chốt, có sự hợp sức của bà con trong họ của công ty nắng mộ. Một công ty nắng mộ tổ để đời được an tòa an khang, bình vực, tương tồn, mạng nguyện với tâm đức của con cháu để những đáp kỷ với tổ tiên. Kính thưa bà con nội ngoại, con cháu dấu thể trong giờ phút linh thiêng này, đông đảo con cháu nội ngoại của họ tộc đã có mặt kính cẩn trang nghiêm hướng về bàn thờ, tổ thắp nén hương thơm đồng tưởng nhớ công ơn cao dày của tổ tiên đã bồi đắp cho con cháu. Có nhiều bà con do hoàn cảnh ở xa công việc bắt buộc nên không về được dự lễ hiện tại, thăm hỏi cùng gửi tiền về công đức với tâm lòng biết ơn cầu nguyện của tiên tổ. Kính thưa bà con nội ngoại, nhớ về cội nguồn và nét văn hóa tâm linh là truyền thống quý báu của họ tộc chúng ta, thế hệ người cao niên trong họ lần lượt ra đi, người tuổi già thì không còn minh bạch, đến thế hệ chúng ta hiểu biết về nguồn gốc các tổ tiên. Còn lại quái trời đó là một sự mất mát thiệt thôi, không thể bù đắp được. Qua bao nhiêu ngày tháng mong đợi đến hôm nay, trước chúng ta đã thể hiện một ngôi nắng mộ tổ kháng tang bề thế và uy nghiêm, đóng gió lùm nám mát dựa những đầu thước mấy cao cởi cáo sánh làm ấm lòng người thiên cổ và mát của con cháu nội ngoại đóng trong hồ nguyện. Tại buổi lễ nóng tọng này, tôi chính thay mặt cho sông tổng tân tổng kính ghi nhận đóng góp công đức của bà con nội ngoại xa gần, ghi nhận những đóng góp ban điều hành xây dựng nắng mộ viên chủ chốt trong ông họ, các anh em con cháu chuẩn đạt không quản nắng mưa luôn có mặt ở hiện trường chỉ đạo công việc tiến tổ. Chắc cũng tự hào khi có người con trung hiếu tận tụy
hết lòng hết sức sự thờ phụng tổ tiên. Cảm ơn các nhóm xây dựng đã đóng góp và sự thành công hôm nay. Thay mặt ban tổ chức Lễ Khánh Thành, xin chân thành cảm ơn quý bà con nội ngoại, các bác anh em con cháu dâu rể ở gần xa đã về tham dự buổi lễ Khánh Thành nóng tổng này. Một lần nữa tôi xin chúc bà con luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và an khang thịnh vượng. Xin cảm ơn ạ. Được, bắt đầu. Khởi chính Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
hành gió hiến lễ nghệ tiên tổ sơ tử tôn gia cư bích trước tư Thank you.
độc lập tự do hạnh phúc, để thắp thắp điện tuế thưa niên sơ chính nhất nguyện thắp hù nhất Việt Nam quốc nghề an tình hoàng mai thì xa Quỳnh phương phương hồng phong khói tiên triều Nguyễn tộc tăng bố dòng họ Nguyễn Văn Trường Tôn Nguyễn Văn Vinh Đại Bái Nguyễn Văn Thắng Nguyễn Văn Hòa Đệ nhất bội bay Nguyễn Văn Hòa Đệ nhị bội bay Nguyễn Văn Thắng Đồng tộc nội ngoại Thượng Hà Đăng Bán Chi Thương Đăng Sinh Tử Phú Lưu Tử Kim Ngân Thanh Trúc Tư Phẩm Phục Ban Chi Nghi Cảm Cao Vũ Kính Tâu Tiên Nguyện Thái Thủy Tổ Tỳ Vĩ Tiên Thủy Tổ Khao Thủy Tổ Tỳ Vĩ Tiên Nguyễn Tộc Lịch Nguyễn Gia Tiên Tổ Liệt Vị Chư Tiên Linh Cao Tăng Tổ Khao Cao Tăng Tổ Tỳ Liệt Vị Chư Tiên Linh Vị Tiên Cao Tổ Khao Tiên Hương Trung Đà Cống Nguyện Cống Vĩ Viết Tử Hoán Quân Phú Quân Vị Tiên Cao Tổ Khao Huy Nguyện Công Tư Lý Hoa Vương Phú Quân Vị Tiên Cao Tổ Khao Huy Nguyện Văn Dục Phú Quân Cập Tỳ Vị Tiên Cao Tổ Khao Huy Nguyện Văn Xúc Phú Quân Cập Tỳ Vị Tiên Cao Tổ Khao Huy Nguyện Văn Mua Phú Quân Vị Tiên Cao Tổ Tỳ Huy Nguyện Kỳ Nghìn Nhũ Nhân Cập Tỳ Vị Tiên Cao Tổ Tỳ Nguyện Kỳ Muôn Nhũ Nhân Cập Tỳ Vị Tiên Cao Tổ Tỳ Huy Nguyện Thị Xin Nhũ Nhân Cập Tỳ Vị Tiên Tăng Tổ Khao Huy Nguyện Văn Hân Cập Tỳ Phú Thế Cập Tỳ Tăng Tổ Khao Huy Nguyện Thị Xén Nhũ Nhân Cập Tỳ Vị Tiên Tăng Tổ Khao Huy Nguyện Văn Vạn Phú Quân Cập Phú Thế Đệ Chính Thất Hàng Nhất Huy Trần Thị Đơn Nhu Nhân Tỳ Vĩ Tiên Tăng Tổ Tỳ Đệ Nhị Thiếp Huy Nguyện Thị Lai Nhu Nhân Cập Tỳ Tăng Tổ Tỳ Đệ Tam Thiếp Huy Nguyện Thị Lữ Nhu Nhân Tăng Tổ Khao Huy Nguyện Văn Ngân Phú Quân Tăng Tổ Tỳ Chính Thất Đệ Nhất Phú Thế Huy Trần Thị Thân Nhu Nhân Cập Tỳ Tăng Tổ Tỳ Phú Thế Tiểu Thiếp Huy Nguyện Thị Giáo Nhu Nhân Tổ Khao Huy Nguyện Văn Lâm Cập Phú Thế Huy Nguyện Thị Hào Cập Tỳ Tổ Khao Huy Nguyện Văn Lâm Cập Phú Thế Huy Phan Thị Giáo
riêng cập tỳ tố kháo huy nguyện văn lương cập phú thế chính thức đệ nhất huy quang thi tuần chủ nhân đệ nhị phú thế tiểu thiếu quý nguyện thi mạo chủ nhân vì tiền tố thi ba nguyện thi bán nhu nhân vì tiền tố kháo ông nguyện văn phúc cập tỷ phú thế nguyện thi sáu cập tỷ tố kháo huy ông nguyện văn trung phu quân cập phú thế nguyện thì sinh cập tỳ tố tỳ ba nguyện thì tiêu vô tử tố kháo ông nguyện văn diệu phú quân phu thế khao quý nguyện văn liên cập tố kháo văn nguyện văn nuôi cập tỳ phú thế cô thì tốt khao quý nguyện văn hiếm phu quân phu thế nguyện thì lán nhu nhân vì tiền khao nguyện văn đôi phu quân vì tiền yên thì phu thế nguyện thì thân nhu nhân vì tiền khao nguyện văn bình phú quân phú nhân phú quân khao nguyện văn thực phú quân vì tiền tỳ đầu thì thanh nhu nhân chính thức vì tiền khao nguyện văn bình phú quân vì tiền tỳ nguyện thì chiến huy nguyện văn thắng huy nguyện thị hà huy nguyện văn phượng huy nguyện văn ly huy nguyện thị linh huy nguyện văn cô huy nguyện văn công huy nguyện văn hà huy vì tiền viết kim vì xuân tế Phật bàn hộ thiên nhân sinh gió tổ bàn chí ích màu tổng thái thường cựu đã từ đã tôn chiêu bán tiếp hưởng thái lai chi khánh thất tôn thất cao lệ đã cung vị thánh tổ bao hồ nội ngoài yên bình chư nhân khánh khát tỷ sư tỷ sương hướng hưởng kỳ ban sứ thổ công cấp bàn gia táo quân bách gia hương vương bù đề nhị vương bách phúc hiến tăng tứ thời vô tài hai tám tiếp quân cập cập tám chi ta chiếu cưu mục đường thương hà linh cúc linh ba cô di tỷ muội thương vong tao sinh tao lạc đồng lai lâm tiên ô đại tuệ đức già tiếp tư phàm ngã tôn thần đồng lai cùng về tàu hương già kính câu tiên tổ vì tiền viết vật bàn hồ thiên nhân sinh do tổ ưu khai tất niên khắc xương khuyết hầu kim thích xuân thiên phi nghi liêu ngủ phục phong giám lâm tích chỉ thuần hồ tỷ tộc tôn chi đại đức già thường thường hương
kỳ cần tấu lời cầu nguyện à. Dạ. Nhân ngày giỗ tổ rằm tháng giêng năm mới, già trẻ gái trai con cháu tôn chi nội ngoại dòng họ nguyện văn đệ thứ đại xin kính thỉnh tổ tiên phú đương lễ Phật phú hộ độ trì cho con cho cháu nhân an Phật thịnh bốn mùa hoa ánh vô tai tan tiết thường thái lai phúc hậu trên dưới thuần hòa đoàn kết một lòng kính thờ tiên tổ bách nhà bách phúc ăn nên làm mà ra câu tay đắc tay âu lộc đắc lộc con cháu ngoan học giỏi thì cứ đầu đặt thành danh buôn bán hà thông rắc rối hư ngà đánh bắt tôm cá bồi thú bách nghề phát lộc chăn nuôi phát triển ngư hà cá người và tàu thuyền máy móc lưới chài giá khơi vào lồng bình an xuất hành đi xa về gần thường lộ bình an lễ bạc tâm thành cúi xin tổ tiên ban cho âm đức đào tài âm dương đồng nhất cúi xin đa tạ. Dạ. Dạ. Ta lễ cúc cung bái
Sau đây xin mời tất cả các chúng ta đứng lên để chúng ta làm thử nghiệm. Tất cả nghiêm. Ngày hôm nay, ngày 12 tháng Giêng, con cháu họ Nguyễn Văn tổ chức lễ khánh thành khu lăng mộ của Trung Hậu. Ngày hôm nay, ngày 12 tháng Giêng, con cháu họ Nguyễn Văn tổ chức lễ khánh thành khu lăng mộ của dòng họ thì để nhớ ơn công sinh thành núi Dương của tổ tiên ông bà. Một phút hãy lên bắt đầu. Sau đây xin mời tất cả con cháu chúng ta lên thắp hương xin hương cho tổ tiên.
con cháu tiếp tục tổ chức lễ liếm cáo và lễ đại tế hàng năm để nhớ đến tổ tiên ông bà đã có công sinh thành, dùng con cháu cho đến ngày hôm nay. Tuổi lễ xin phép được bắt đầu. Vào viện họ cắt được mà. Họ tự cắt được. Năm phút là cắt lần. Thank you.
Tuy nhiên đạo tâm năm 2022 đầu năm mới ra đề
đệ tử đại diện tín thỉnh tổ tiên khu hương lễ vật phù hộ đồ kỳ cho con cháu nhân dân vật thỉnh bốn mùa vô ảnh vô tài đáng tiếc thường thái lai quốc tổng đến dưới vật hòa đoàn kết một lòng kính thờ tiên tổ bách nhà bách phúc ăn nên làm ra cầu tài đất tài cầu lộc đất lộc con cháu ngoan học giỏi đi từ đầu đạc thành danh buôn bán thành thông đất rồi ngư hà đánh bắt tôm cá bồi thu bách nghề cắt lộc chăn nuôi phát triển ngư hà cả người và tàu máy móc lưới chài ra khơi vào lộc bình an xuất hành đi xa về gần hưởng lộ bình an lễ bạc tâm thành cúi xin tổ tiên ban cho đức vào đài âm dương đồng thất cúi xin đa tạ. Thank you.
Coi như là để đấy của các cháu học viện là xong.